Ông bà cô chú em xin chào anh chị và các bạn. Ông bà cô chú anh chị các bạn ơi, hôm nay bà cố với bà Út lên chơi với con nè. Đây là những phần quà mà bà cố với bà Út tặng con nè. Đây là thú nhồi bông nè, rồi bánh kẹo nè. Đây là con thú nhồi bông màu vàng nè. Dễ thương chưa? Có con hỏi Betty nè. Còn đây là mấy cái khùng cái hộp này á, là đó là phần quà đó. Không biết bên trong cái này là cái gì nữa. Bố biết không? Biết. Vậy tí nữa mở ra đi. Giờ bố mở ra cho con ha. Dạ, giờ mở ra liền luôn cho anh chị con nhìn thấy luôn. Anh chị con đợi anh chở nhớ mẹ con còn chết luôn kìa. Túi nhà bông nè, một đống luôn nè. Con hỏi nè. Một đống thùng chặt qua nè. Nè, gỡ ra không gỡ hả? Ừ, có bàn tay không xài được con. Đó, bà cố cho con rồi Nhi. À, con gì vậy cưng hết? Con gì vậy Nhi? Hôm nay bà cố với bà Út lên thăm bé Nhi, thăm cả nhà luôn nè cả nhà ơi. Cho quá trời quà. Wow, quá trời quà luôn Nhi ơi. Rồi con cảm ơn bà Út chưa? Rồi con cảm ơn bà cố nữa. Nhi. Quà quá trời luôn, quá chừng luôn. Hôm nay Nhi sướng thiệt luôn. Bánh gì? Dạ. Nhớ nghe chưa? Rồi, đây cho mẹ nè, mẹ Ý nè. Dạ, cảm ơn bà Út. Đưa lên. Hạt nêm ai ngon. Wow, ngon quá. Quá chừng quà luôn. Rồi nặng quá. Hôm nay Nhi có quà nặng quá rồi. Quá chừng luôn. Đó là gì Nhi? Dạ con không biết. Dạ đi. Kẹo, thấy kẹo phái rồi đó. Gì Nhi? Cái này con hay ăn đó. Quá chừng luôn. Nó nữa kìa. Đó, đưa ra trước. Cho Nhi cầm, Nhi cầm như đưa ra. Đó. Nặng. Rồi. Quà wow. Ừ, quá chừng luôn. Rồi. Đó, đưa lên. Rồi còn hộp quà đó nữa là cái gì nữa? Rồi con cảm ơn bà cố. Ừ, bà cố cho con đó. Rồi con phá ra, bây giờ con lấy ra con ăn không mời bà cố bà Út ăn nữa. Mẹ ơi, điều chính á là con hay tập múa, mấy bạn nào tập múa là tập múa giỏi là được ăn thưởng cái bánh này nè. À vậy đó hả? Nó bị dâu tây. Ôi ôi ngon dữ vậy. Dâu tây với sữa dâu tây nè, thì với cái bánh nè nó có vị dứa nữa nè, ngon lắm. Còn bịch bánh kia nữa gì quá chừng luôn kìa. Wow. Ngon quá, xà nát bắp nữa. Rồi đưa lên đây, Nhi đưa đây. Wow, chú sấy. Chú sấy hay là mít sấy chứ không mít sấy mà Út. À, mít sấy. Hôm nay Nhi sướng quá chừng luôn. Được bà cố với bà Út tặng quà quá chừng luôn. Cái này là con giới thiệu là kẹo đi. Đó, kẹo. Kẹo đủ mèo. Cái này đưa cho Út đi vậy. Dạ. Đây. Này là cho hai này. Này là con một bịch. Hai chị ở quán một bịch nha. Rồi Nhi đại diện nhận hết mấy phần quà đó để đem cho chị hai chị ba nữa nha. Rồi. Nhớ cái này của bà nội con không? Cho bà nội cái nào? Cho bà nội cái này thôi. Cái này thôi vậy? Không phải, cho bà nội khô kìa. Cho bà nội khô.
chào bà nội ơi, ăn trứng cao quá. Ơi đó thì con gỡ ra đi, con tháo ra. Ra bà Út mở cho con kìa. Wow, nhiều quá. Wow, nhiều quá quá trời, xuống vào bông luôn nữa kìa. Sướng quá trời luôn. Con mẹ nó dễ thương. Mẹ. Con này nó đáng thương mẹ. Đó mà chia ra cho hai đứa nhà luôn. Còn đó con gấu, con gấu phải không Nhi? À bé thỏ kìa. Bé thỏ này, có hai bé thỏ là. Bà ơi, bà Út ngồi xích vô chiếu cho thấy bà Út luôn nè. Đó. Rồi, siêu dễ thương luôn. Chuyến này cho bà Út với bà cố lên sống luôn. Nhi thích không? Có thấy cái này không? Dạ, thích đúng rồi. Có con gì á Nhi? Con này con heo. À, con heo hả? Con heo ta đúng không? Thì bé ba đó. Có giới thiệu bánh chưa? Vô thích ăn bánh đó không? Rồi con mời bà cố ăn bánh. Mê lắm. Bé Nhi mê cái bánh đó lắm luôn. Dạ. Ngọt ngọt, cắn ăn, cắn ăn. Đúng rồi, con cắn đàng hoàng vô. Thích không? Con thích không? Chiếc này quá chừng bánh kẹo luôn rồi. Dạ, có hai bé kia ở nhà cho lên sống cùng luôn. Vui quá. Con nói chuyện to lên. Em bé này nhà chị ba con cũng có nhưng mà nó to hơn. À vậy hả? Em bé đây em bé gì á? Em bé trai á. À em bé trai. Đó kìa bà cố đang cho con đó kìa. Bé gấu đúng không? Gấu. Hôm nay thật là phái quá chừng đồ chơi rồi búp bê nữa. Giặt đem về hôm hôm với xong. Dạ. Con gì đây? Con gì đây? Con nè. Ngao. Đây là Nhi mở shop bán được rồi đó. Dạ. Chén này con đem con lai chim luôn. Con review sản phẩm luôn. À em chó con. Chó kêu sao? Con ăn kẹo không? Ăn kẹo lấy kẹo ăn. Bánh bắp, bánh bim bim kìa. À kẹo gừng cô Dương Út hả? Đây kẹo gừng cô Dương Út. Khoái mê bé kẹo này dữ lắm, mê luôn. Chứ này súng gan khỏi nhổ luôn. Tính ra là nội lên đây lần này nữa là được một năm đúng không nội? Hôm đợt nọ à, hơn năm rồi, nhanh ha. Mới đó mà hơn năm rồi. Năm nay lên, năm sau lên nữa Út. Nội còn khỏe nội còn đi được. À. Nhi nghe nội với bà Út lên nó mừng quá chừng mừng luôn, con nói cứ đi ra vô ngóng. Cứ thấy chiếc xe chạy vô rồi che dù chạy ra. Nó không biết chừng nào bà nội với bà cố với bà Út lên nữa. Trong hoài luôn, trong từ hôm qua tới giờ luôn. Ông Út nữa. Ông Út nữa. Kêu ông Út vô lên sống luôn, ông Út không chịu. Ông Út mất cỡ. Đúng rồi, con mở ra rồi con nhai, không được hút vô, hút vô ra. Bà cô nói con nghe không? Đúng rồi. Cái này quậy à, còn cái gì nữa?
Hôm bữa con coi điện thoại với cha con á. Chắc vậy. Chưa mà. Làm sao con nói gì? Con nói gì? Con không cùng mày không? Dạ con nói. Dạ. Ta cứ nói chuyện bình thường đi. Con biết nó hình như là ịn vô cái to nó được ốc ốc ịn thứ này cái này nó hết hết được rồi à hết hết rồi hả dạ. Con nhớ con còn con thuốc nhà bông nè con này nó cũng dính được nè à con nó cũng dính được luôn đâu con leo đó con cho dính thử coi đâu dính được không ít chỗ đó dính được kìa rồi con nữa con nào dính nữa con hồi nãy bà Út đưa á bà Út đúng rồi con đó đó rồi rồi à. À rồi đó, ịn vô, ịn vô, ịn vô. Ủa sao quay mặt nó vô trong? Ịn vô. Ừ, mà vô, con kia quay mặt nó vô trong. Ôi bắt, rồi rồi, mạnh dữ, mạnh dữ. Rồi, sức rồi. Dạ, nó hết chín vậy. Ịn lại Vinh, Nhi, ịn lại Nhi. Ờ, ừ, ịn vô coi. Rồi, 1, 2, 3, vô. Hết chín rồi. Rồi dính đi kìa đó một con nữa hai con rồi nha rồi con hết dính rồi con nhớ con nó có cái đầu mà nó dính được á ừ đâu còn con nào nữa đâu để bà Út tìm cho con heo nè à con heo rồi ịn vô rồi dính rồi kìa rồi đâu ịn lại kìa ịn lại kìa đâu 1, 2, 3 vô rồi dính rồi con heo dễ thương quá vậy nằm trên đống quà luôn hả con này nè con có đi học có ba lô á Nhi, cái nó móc con móc vô cái chỗ mà dây kéo á. Ừ. Lớn quá à. Móc cho con nhẫn nhẫn hết rồi. Con này nó cũng có dây rồi mình đứt dây rồi nè. Con đứt dây hả? Mấy cái đồ chơi này là của bé mén hả? Ừ. Quá chừng đồ chơi luôn, giống như chơi hội chợ trúng vậy đó. Với lại nó hết dính rồi nó cong, nó hết dính nên là nó không có. Đó, dính đi kìa, ịn mạnh vô là dính. Đó, xoay lại. Quá trời đồ chơi luôn, mê quá mà. Có hai chị đi về là thấy mấy người thích luôn. Dạ. Có cái thời của tụi con mê mấy cái con này lắm, làm gì có để chơi đâu Út. Mấy đứa này mình nhỏ nhỏ mà nó vô cái shop mà cái dạ. Mê dữ lắm mê. Ừ. Nó lớn luôn nó không chịu ra đâu. Ơi, giờ con ăn cái gì nữa? Con này hình như là phải kêu mẹ mai cái đầu lại. Rồi Út để đấy con mai lại, đúng rồi. Nó chỉ vậy hả? Ừ. À, mai lại. Rồi Nhi ăn kẹo nữa không? Ăn bánh nữa không? Rồi, ba con dính hả? Bốn con đúng không?
Dạ. Ừ. Trời ơi. Bạo lực quá vậy. Vậy nó mới dính. Phải mạnh vậy nó mới dính. Mì, con nói nội ăn. Có đồ chơi nào cũng nói chơi tối ngày từ sáng tới chiều, không kêu đi ngủ là không ngủ luôn, chơi từ sáng tới chiều mà khi kêu đi ngủ ngủ dậy xong rồi là cầm cái đó chơi tiếp. Con có ngủ đâu. Rồi con ăn kẹo bánh nữa không? Thôi ăn cái gì nữa là đây ghé đi. Nhanh đi con ăn gì nữa. Rồi ăn hết rau câu, lấy thịt rau câu ăn. Như chìm đắm trong đống đồ ăn luôn. Quá chừng vui luôn. Bị dấu ngồi đàng hoàng đi con. Rồi kéo lên. Rồi được rồi. Rồi đúng rồi, cảm ơn bà Út, nói to lên. Đúng rồi. Ngon quá. Sướng không? Như sướng quá chừng luôn cả nhà ơi. Lâu lâu có bà cố với bà Út lên thăm, mừng quá chừng mừng luôn, mừng nghỉ ngủ luôn. Không ngủ luôn, dễ gì ngủ được. Tối nay ôm cái này ngủ ha. Không, tối nay không ngủ luôn nha. Thích rồi. Tối nay cho Nhi ngủ với bà cố bà Út chịu không? Con muốn ngủ với mẹ. Thì mẹ ở cái bên. Rồi xong chưa? Rồi xong, ăn xong rồi cái mình làm sao? Trời ơi. Rồi ăn xong chưa? Rồi chào mẹ xíu. Rồi chào thấy bà cô luôn. À, rồi con ăn xong rồi con làm sao? Dạ con ba ông bà cô chú, con chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe, đăng ký kênh hộp con nhé. Dạ em ba anh chị và các bạn nha, bye bye. Dạ con cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của con. Rồi lại ôm bà cố, thương bà cố miếng nè, thương bà cố nè, nhanh lên, đúng rồi. Mà bên kia nữa, còn bên kia nữa cho đều. Đó, rồi ôm bà cố, ôm. Rồi xong quay bà Út nè, đó, vậy đó. Đó, cưng quá trời cưng luôn. Rồi, như ôm bà Út, thương bà Út nữa nè, nhanh lên. Đúng rồi, ôm bà. Nhớ hồi nào gặp bà Út nhỏ xíu, ăn này bự ha bà Út ha. Đó, chừng cưng luôn, đúng rồi. Bà Út ẩm ra mà. Cái chục á. Được ha.